Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa. Tập 119. Chương 1181, lời giải thích. Được, độ suy giảm đạn ở khoảng cách này hơi căng, để tránh rút dây động rừng, anh em chúng tôi phóng xe đi giết chết tên này. Long ca ngồi tư thế trang nghiêm, nói vô micro, nhưng tôi nói trước là đối phương rất có thể là người của chương trình gian lận. Nên trong câu đố tôi sẽ kết thúc vòng không có người chiến thắng, tới lúc bị tiên nhân trừng phạt thì mọi người đừng trách tôi đó. Trong livestream lập tức hiện lên dòng chữ không trách anh đâu. Còn về phiên bản mới ngày thứ 3, người của chương trình gian lận được gắn ghép trong trận đều đeo phụ kiện kỳ lạ, mọi người đều rất tò mò. Lên xe, anh Nhã Tử ngồi chung xe với tôi, các boss ngồi một chiếc khác, đề phòng lỡ bị tiêu diệt thì còn giữ được mồi lửa. Long ca bình tĩnh chỉ huy trên micro, bốn người ngồi trên xe Jeep, chạy nhanh lên đỉnh núi. Go, 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 Chu Tiên chính đạo, ngay tại hôm nay. Wow, căng thẳng quá, như có con kiến đang bò trên người tôi vậy. Các dòng bình luận hiện lên lần lượt, vì khoảng cách kéo gần, bóng người của Long đầu mặc áo choàng trắng kia nhìn càng rõ hơn. Long ca đứng trước ống kính và các bạn trong buổi livestream cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chất lượng hình ảnh của hắn rõ nét quá. Trình độ chế tạo, chất lượng hình ảnh và ưu hóa của PlayerUnknown's Battlegrounds kém thật sự, có một vài chỗ không thể nhìn được kỹ hơn. Nhưng chất lượng hình ảnh của người đó nhìn rõ đến nổi khiến người khác phẫn nộ, giống như lấy hình ảnh thực tế ghép lên vậy. Thậm chí chân thật hơn cả game Red Dead Redemption 2 và Ghost of War 4, vân vân. Ngay cả áo choàng trắng có thể bay lên phấp phới, tạo ra kết cấu của quần áo thực tế vô song. Toàn bộ phong cách vẽ và thế giới game không khớp với nhau. Đây là trình độ mà người của chương trình gian lận làm sao. Long ca ngạc nhiên, ngón tay run rẩy, hắn hướng về phía Long đầu áo trắng bóp cò. Nổ súng trường hung hãn, ba viên đạn bay trên không trung hình thành một đường thẳng, ngay lập tức vượt cách xa hơn 100 mét. Tuy nhiên chuyện mà mọi người không ngờ lại xảy ra. Long đầu áo choàng trắng rút ra một ngọn giáo thép lạnh dài 4 mét từ hư không, ném đi một cách ngẫu nhiên. Chỉ nghe ba tiếng âm thanh đan xen giữa vàng và sắt tinh, 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 không ngờ ba viên đạn đó đã bị đối phương làm cho tách ra làm hai, rơi xuống dưới đất. Làm viên đạn tách ra làm hai, vậy lại là chương trình gian lận hay tiên nhân gì đây? Long ca há to miệng, hai mắt trừng lớn nhìn vào màn hình. Trước kia PlayerUnknown's Battlegrounds cũng có nhiều loại hack kỳ quái tựa game này, chẳng hạn như cự hóa súng ống, biến 98K thành dài 10 mét, có thể đem nòng súng chặn miệng người ta. Không biết hack bằng đường nào đó, đem cánh tay kéo dài ra, mở rộng cánh tay có thể che chắn cho người nấp ở đằng sau, dùng cánh tay duỗi dài nổ súng bắn vào kẻ thù. Nào là hách bay lên trời, chân vừa đạp đất thì bay lơ lửng trên trời, từ trên cao nhìn xuống xem, thương chúng sinh. Thậm chí còn có hồng thái lang hách, người bật hách toàn thân từ trên xuống đều trang bị chảo có thể cản được đạn súng. Biến thân thành cái chảo Jintriki, đạn bắn vào thân cũng không có cảm giác. Tuy nhiên, cách hách này sửa đổi bằng cách sử dụng các mô hình và cơ chế bên trong của trò chơi. Khi bật chế độ này, nhân vật sẽ bị rung và mờ một cách bất thường. Mà vị đại ca mặc áo khoác trước mặt này, phong thái chân thật rõ ràng, động tác mượt mà uyển chuyển. Với nhãn quan của một người chơi game FPS kỳ cựu hơn 10 năm như Long ca, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương vừa mới dùng vũ khí lạnh siêu súng trường trên tay, chuẩn xác mà bắn ra 3 viên đạn. Đây không phải cách hack thông thường, đạn bay xuyên không, hoặc bắn chúng vào người chỉ chảy ra máu xanh không gây hại gì. Đao chẻ đạn, đại la kim tiên, lão bà mau ra đây đi nhìn thần tiên, tiên nhân, hàng loạt người. Mưa đạn tràn lan qua đi, nhưng Long ca vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc. Lấy kiến thức về công nghệ máy tính mèo quào của mình, hắn cũng đủ biết việc làm cho hack này trở nên mượt mà và tinh tế trong trò chơi là rất khó và hiệu quả vô cùng thấp. Nó tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc, chưa kể nếu như bị chặn lại, vậy thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Các xưởng hack bình thường tuyệt đối không có khả năng làm ăn thua lỗ kiểu này. Lời giải thích duy nhất là, vị thần tiên này có lẽ là thổ hào.
phụ trách điều khiển xe Jeep đồng thời là nóc nhà dẫn chương trình Nhược Tử Ca kêu lên, thổ hào chế tạo hách, mẹ nó, đây cũng quá xoái rồi. Tôi muốn mở mic, hỏi một chút về cách hách này. Vèo vèo, một bóng đen dài và hẹp vụt qua không trung, giọng nói đột ngột dừng lại. Long Ca quay đầu lại nhìn, thì thấy trên ghế lái đã không còn bóng dáng của người da đen nổ bể đầu mà Nhược Tử Ca điều khiển. Người đâu? Chương 1182, Tiên Nhân. Long Ca nhìn về hướng phía sau, chỉ thấy người da đen từ trên xe rơi xuống, đang nằm ở phía sau xe Jeep trên sườn núi, đầu bị một cây giáo bằng đá đâm vào. Tôi ngã, Tử Ca kêu lên, con mẹ nó, vị thần này quá mạnh. Dùng tảng đá làm thành cây giáo rồi trực tiếp ném cho tôi chết luôn. Đây là thuật độn thổ trong truyền thuyết là Nham Thiết Côn. Long Ca mau chạy đi, đối diện là Đại La Kim Tiên, đánh không lại đâu. Đừng chạy, chạy cái gì, hỏi mua cái này ở đâu, cũng quá tàn bạo rồi. Hu hu, nếu Tử Ca ngã, tôi khổ sở mà cười ra tiếng. Không, nếu Tử Ca. Võng ức Vân Đêm tỏ tình, phiên bản kèn Suona, cho Tử Ca tôi đưa tiễn vui vẻ. Long Ca không có thời gian xem các tin nhắn chạy liên tục trên màn hình như mưa đạn này, hắn vừa định để đội ngũ thổ hào dừng xe lại, đỡ Nhược Tử Ca đang bị ngã trên mặt đất lên. Liền thấy, vị đại ca tiên nhân trên đỉnh núi, hồi phục tư, thế ném giáo đá, mang theo cây thương dài, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn, cấp tốc vọt tới. Bùm! Hắn đạp mạnh vào nắp động cơ phía trước xe Jeep, va chạm cực lớn khiến bánh sau của xe Jeep nhô cao, theo đà lao về phía trước liền dừng lại. Các ngươi, đại ca tiên nhân đứng thẳng, áo khoác trắng đung đưa bay lên mạnh mẽ, tự nhiên mà phóng khoáng, bình tĩnh hỏi, đang chơi PlayerUnknown's Battlegrounds. Hả? Long Ca ngơ ngác trả lời, đột nhiên nhận ra rằng hắn không có mở microphone, vội vàng nhấn phím tắt của mic, rồi nói vào mic, đúng vậy. Thổ hào bên cạnh mở ra một chiếc xe khác lúc này không nhịn được nữa, không thể không ấn vào phím tắt tự do. Nói với đại ca áo khoác trắng, anh trai, đây là Long Thần vị duy nhất phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp Hồ Ngư, Huyễn Long Ca. Hiện có rất nhiều người Lam Động đang xem chương trình phát sóng trực tiếp của hắn, đoán chừng một chút nữa hách của cậu sẽ bị chặn lại. Lam Động. Lý Ngang nhướng mày, cái tên Huyễn Long Ca này hình như hắn đã từng nghe qua, nghe nói hắn ta là người dẫn chương trình với nụ cười rất oai. Nhìn cũng không sai biệt lắm, thật không ngờ, nó thực sự được dịch chuyển vào bản đồ PlayerUnknown's Battlegrounds. Lý Ngang nghiêng đầu suy nghĩ, hệ thống vừa rồi đã nhắc nhở cho hắn biết, lần này đối thủ là kính vực hành lang của phòng thí nghiệm Prometheus công ty FPU. Nghĩ đến đối phương hẳn là cũng giống như mình, cũng vào bên trong bản đồ này, phong cách vẽ cùng nhân vật trò chơi hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, để đề phòng vạn nhất, vẫn là phải. Lý Ngang giật lấy khẩu súng trường M16A4 từ tay Long Ca, sử dụng chế độ một phát, hướng về cánh tay của đám người Long Ca bắn một phát súng. Pằng pằng pằng. Ba tiếng súng vang lên, ba đạo máu xanh bắn tung tóe, ba người Long Ca mặc áo chống đạn, bị bắn vào cánh tay nên cũng không chết, chẳng qua là mất một ít điểm học phần. Long Ca nhìn vào đôi tay trống khống của nhân vật mà mình điều khiển, lại lần nữa ngây ra, hắn đoạt đi súng của ta. Thuật tay không đoạt súng quá mức châu bò rồi, còn có loại phần mềm hack này. Tôi sẽ báo cáo ngay bây giờ. Báo cáo cái rắm, đoán chừng đợi lát nữa hắn liền bị bắt, trong phòng phát sóng trực tiếp có người của Lam Động cùng chim cánh cụt. Đây phòng chừng là tổ chế tác hack, tôi đánh ụp cọ nhiệt độ nổi tiếng của Long Ca. Phía trên đừng gạt tôi, sau khi phiên bản mới được tung ra đã dám đến phòng phát sóng trực tiếp của đại bá chủ hack. Cái này không phải là đang cưỡi lên đầu chim cánh cụt ị còn muốn mượn khăn giấy của chim cánh cụt sao? Chưa thấy thư của chim cánh cục luật sư à? Lý Ngang không biết mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp của thế giới thực đã ầm ĩ đến mức nào, cho cũng biết không muốn quan tâm. Nếu những người này là của phòng thí nghiệm Prometheus công ty FPU, lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống hẳn là phải vang lên. Về việc thành công đánh trúng mục tiêu, vì không có âm thanh nên những nhân vật trò chơi này chắc chắn là do người thường điều khiển. Lý Ngang cất khẩu súng trường vừa cướp được vào ngăn ba lô, sau đó lại lấy ra, tháo rời khẩu súng thành các bộ phận, lắp lại và bắn vài phát vào lòng bàn tay của mình bằng đạn súng trường. Viên đạn căn bản không thể nào xuyên qua phòng ngự của áo khoác lông đỏ, nên không tạo ra bất kỳ thương tổn nào. Long Ca cùng những người khác nhìn đại ca áo khoác trắng nổ súng bắn vào lòng bàn tay mình,
máu xanh cũng không chảy ra, đang tò mò không biết hắn có mở hách kim cương bất hoại hay không. Thì nhìn thấy bóng dáng áo khoác trắng vượt qua trần xe, vươn tay đè lấy bả vai nhân vật mình điều khiển. Két! Nhật vật do Long Ca điều khiển lập tức bắt đầu hồi máu, phút chốc biến về đầy máu, cả người lành lại như cũ. Mà thanh máu màu trắng kia vẫn đang tăng lên, trong một thời gian ngắn đã chạm đến đầu bên phải màn hình. Trình hách này có thể giúp thanh máu người khác dài ra chết tiệt. Đây là loại phép thuật gì? Hành y cứu thế, uế thổ chuyển sinh, người chết sống lại, mọc thịt từ xương. Người này liệu có phải là thần y tiên nhân tại thượng xin nhận một lại của tiểu nhân? Lý Ngang khẽ nhíu mày, nhân vật trò chơi không phải là làm từ máu thịt, nhưng lại có thể được chữa trị hiệu quả từ ảnh hưởng của bậc thầy sinh học. Bản đồ này thật kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, binh chủng điều tra mà trước đó thả ra đã bay lên trời, nhìn thấy phía dưới hoang mạc rộng lớn vô biên, cùng với một vòng độc lấp lánh ánh điện ở biên giới hoang mạc. Vòng độc có dạng hình tròn, thu hẹp dần về phía thành phố San Maon và Los Leones. Theo gợi ý của nhắc nhở hệ thống, đoán chừng EPU cũng muốn tiến vào trong vòng tròn độc. Như vậy thì tốc chiến tốc thắng. Lý Ngang dẫm mạnh lên nắp động cơ của xe Jeep, kích hoạt thê vân tung, bước lên không trung, hướng về phía trung tâm của vòng độc mà đi. Để lại bọn người Long Ca trợn mắt há mồm, lộn xộn trong gió. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1183, Thần Chiến. Thế là xong, cất cánh thôi, đấu tông cường giả, khủng bố như vậy. Câu này chỉ những người chơi hack để bay lên trời, câu này xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Firebreak The Sphere và được bê chạm dùng để tố cáo người chơi dùng hack. Thật sự bay lên rồi, đây mới là rồng trong đời thực. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, tiên nhân xin dừng bước, đưa ta theo với. Câu này trích trong thơ Lý Bạch, chỉ thần tiên chạm vào đầu, kết tóc cho thì sẽ được chỉ bí quyết trường sinh bất lão. Đạn đủ màu sắc bay qua như mưa, Long Ca nhìn thấy bóng người mặc áo khoác trắng, nhất thời không thể ngậm miệng. Không thể không nói, vị thần tiên đó, thiết kế nhân vật, đó có độ nét cao, không góc chết, động tác trơn tru mượt mà thanh lịch, tư thế phóng khoáng tiêu sái, trang bị trên người vô cùng đầy đủ, thật sự rất ngầu. So với những mô hình nhân vật chậm tiêu chậm hiểu, động tác cứng đờ, quả thật đả kích không nhẹ. Nếu như có thể loại bỏ chức năng hack, Long Ca muốn tự mình làm một cái. Alo, alo, Long Ca cứu em, Long Ca. Tiếng kêu tha lương của đồng đội vang lên, Long Ca mới nhớ ra, anh Như Tự vẫn đang bò trên đất. Tôi đến cứu cho. Muội tử cách anh Như Tự không xa tiến lên đỡ anh ta trước, Long Ca ho một tiếng, gọi biệt danh của thổ hào, vua hổ, ván này có thần tiên, như nào đây, có rút lui không? Tất nhiên là không rút lui chứ. Vua hổ, danh hiệu hoàng mở được livestream 12 vạn một tháng, nhìn mưa đạn mịt mù trong livestream, rung đùi cười nói, hack này cũng quá thú vị đi, còn giúp hồi máu, đi, chúng ta lái xe đến đó xem. Được, lời của ông chủ là thánh chỉ, huống hồ Long Ca cũng muốn đi xem tác phong của thần tiên, ngay lập tức nối với người xem trong livestream. Tôi biết trong này có người muốn đánh lén tôi, mọi người chút nữa gặp nhau đừng vội nổ súng lẫn nhau, cùng nhau đến giữa bản đồ xem thần tiên. Được, quân nhà rồng xuất phát, bắn, bắn, biệt danh, đồ thần hành động. Quay đầu xe, dẫn theo anh Như Tự và muội tử, bọn họ đi theo hướng thử lĩnh áo trắng đầu rồng. Ở một chỗ khác trên bản đồ, Sư Thành, bên cửa sổ một tòa nhà. Một thiếu niên tóc đen mặc một bộ vest đen đầy gọng kính râm đen, nhìn khung cảnh hoang mạc bên ngoài, thở ra một hơi đầy khí phách. Hắn chính là đối thủ lần này của Lý Ngang, FPU của công ty Prometheus Labs. Hắn là một trong top 500 người chơi xuất sắc nhất. FPU đã xem qua tài liệu công ty thu thập được về những người chơi chiến thắng trong ván đầu của quá trình leo tháp. Biết được đối thủ của hắn chính là chủ nhân của tiệm đồ có cái tên kỳ quái Vô Cấu Dung Lô, là một người chơi thắng liên tiếp 50 trận. Kẻ mạnh chưa từng nếm mùi thua cuộc, từng thắng rất nhiều những người chơi giỏi trên bảng xếp hạng. Mặc dù FPU cũng là một người trong top 500, nhưng hắn phải phụ thuộc vào những đạo cụ trang bị mà công ty cho mượn, miễn cưỡng chen vào lầu 41, thêm chút may mắn thành công thăng cấp. Năng lực một chọi một có lẽ chỉ được top 500 từ dưới lên, rõ ràng không thể so với đối thủ của hắn. Có điều, trong hoàn cảnh này,
FPU lặng lẽ nâng cánh tay, lòng bàn tay hướng vào bức tường bê tông. Ầm. Lòng bàn tay liền biến thành dòng dữ liệu màu xanh lá sáng lấp lánh, không gặp chút cản trở nào xuyên qua bức tường bê tông, nắm lấy cổ của một người chơi bình thường trong phòng. Người chơi đang điều khiển nhân vật trong game, âm thầm treo súng trong phòng nhỏ, đợi độc phòng nhỏ lại mới ra ngoài. Trong chốc màn hình nhấp nháy, nhân vật trong trò chơi của cô bị một cánh tay xuyên qua tường túm lấy cổ, xuyên qua bức tường kiên cố, đến một phòng khác. Cái đéo gì thế? Người chơi kia liên tục nhấp chuột, muốn chuyển hướng súng, bắn một phát phản kháng lại. Nhưng màn hình máy tính không ngừng rung động, không thể điều khiển nhân vật trò chơi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mặc vest đeo kính râm kia, dùng dòng dữ liệu màu xanh, truyền vào người nhân vật của mình qua cánh tay. Ha ha ha, đây là cái quái gì? Người chơi nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, vài giây sau, nhân vật trò chơi trước đó là em gái tóc ngắn màu trắng, bỗng nhiên biến thành nam mặc vest đeo kính râm. Ở góc phải màn hình hiện lên một dòng chữ. FPU loại IFZSFB. Mẹ nó, lão tử bị loại rồi. Trong quan net vang lên một tiếng hét, một bạn học bên cạnh đang chơi Liên minh Anh hùng quay đầu lại. Sao thế, cường tử, hét lớn thế. Tôi bị cài hack rồi. Cậu thanh niên được gọi là cường tử lời nói đã không còn mạch lạc, hack như này cũng quá vô lý đi. Vượt tường, khống chế, đột nhiên thay đổi cả nhân vật của tôi rồi. Bớt nói nhảm đi. Bạn học bĩu môi, tất nhiên là không tin, tháo tai nghe xuống, bỗng nhiên mở to mắt, mẹ nó. Chỉ thấy giao diện ban UI ban đầu thuộc về IFZXFB trên màn hình những thứ như thanh máu, bản đồ vân vân đều hoàn toàn biến mất. Còn lại hai thanh niên vest đen giống hệt nhau, đứng đối diện nhau trong phòng nhìn nhau cười. Hai người mặc vest đen trực tiếp bay lên trời, phá vỡ trần nhà, hiện lên giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống sư thành, các dòng dữ liệu màu xanh không ngừng chảy trong mắt. Đây là The Matrix giả. Chương 1184, vô ích. Hai người một nói lớn một nói nhỏ tự nhiên sẽ gây ra bất mãn cũng như tò mò cho người khác ở quán net. Lần lượt đều đến xem, sau khi nhìn thấy hai vị thần tiên mặc vest trên màn hình bay lên trời, họ cũng ngơ cả người. Có người còn quay video lại, đăng lên Weibo, TikTok hoặc là đăng lên Douban thảo luận, đặt tiêu đề là kinh ngạc rồi. PUBG với The Matrix hợp tác rồi. Tiêu đề vô lý như vậy, tất nhiên trong thời gian ngắn nhận được rất nhiều hồi đáp. Nhiệt độ rất cao không hề giảm xuống, chỉ sau tiêu đề Hổ Ngư Long Thần bản mới livestream gặp Đại La Kim Thần, đao chém đạn bay, giúp người trả bằng máu, dẫm trời mà đi. Nhưng chuyện vô lý hơn còn ở đằng sau, hai thanh viên mặc vest đen đeo kính râm trước đó mắt còn chảy dòng dữ liệu màu xanh lại dần dần biến mất, hai mắt lại sáng như thường. Bọn chúng tiến người lên trước, lao xuống đến hai hướng khác nhau, dồn hai người chơi xui xẻo đang trốn trong phòng không biết tình hình, dùng thủ đạn hệt, biến họ thành những người mặc vest đen đeo kính râm. Giống như Smith trong phim The Matrix, hắn có thể thay đổi dữ liệu của người khác, không ngừng nhân bản thêm. Dưới góc nhìn của Long Ca ở nơi khác trên bản đồ, FPU đã loại, liên tục hiện lên trên màn hình, trong thời gian không đến một phút ngắn ngủi, có đến 10 người chơi bị FPU loại. Vị thần tiên nào ra tay thế? Long Ca ho một tiếng, điện thoại của hắn bỗng chốc rung lên, trong nhóm fan trên Weixin liên tục có người tag hắn, nói căn cứ vào nhắc nhở chết chóc bên phải bản đồ, FPU cũng ở trong ván này. Người còn lại cũng có năng lực như tiên, đang ở sư thành cosplay đặc công Smith, điên cuồng đồng hóa những người chơi bình thường. Chỉ là một ván chơi nhỏ, đột nhiên cùng lúc xuất hiện hai vị thần tiên rồng, phượng. Áo khoác trắng đầu rồng bay đến giữa bản đồ, hai người có khả năng đụng phải nhau. Một người đao chém đan bay, một người đồng hóa người khác. Đây mới được coi là trận chiến giữa các vị thần. Mẹ nó, tôi chuẩn bị xong bỏng ngô rồi. Nhanh 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 Long Ca, mau mở đĩa, rốt cục ai trong hai vị thần tiên này sẽ thắng. Bình thường mà nói, ngoại trừ số ít cực hiếm, đa phần người chơi đều ghét cay ghét đắng hack kỹ năng chiến đấu trong trò chơi. Những xưng hô kiểu như tiên nhân, chư thần chỉ là không còn cách nào, bị hack đánh chết trong trò chơi, chắc chắn phải buông mấy câu chửi bới. Thế nhưng, hai vị tiên nhân trong ván chơi bình thường này của Long Ca đều dùng những kỹ năng hack quá đặc sắc, quá thần kỳ. Đến mức quần chúng ăn dưa chưa bắt đầu phẫn nộ, đã bắt đầu dấy lên lòng hiếu kỳ với cách chiến đấu của hai vị thần tiên này. Hai năm trước, trong PUBG đã từng có một trận chư thần đại chiến do một đội hacker tổ chức.
có hàng trăm người chơi và đại diện đội hack tham gia thi đấu, vừa vì cái danh hack giỏi nhất thế giới, vừa vì quảng cáo kinh doanh hack cho trò chơi. Lúc đó đã thu hút rất nhiều quần chúng ăn dưa vây quanh xem kịch. Bởi việc hack là không đúng luật, người chủ trì Chư Thần Đại Chiến đã mở một phòng livestream, ngay sau đó bị nền tảng livestream phong sát, chỉ có thể di chuyển giữa các nền tảng. Có lẽ vì kỹ thuật của những đội hacker là như nhau, những tiên nhân trong máy ghi hình của trò chơi không sử dụng quá nhiều kỹ thuật như họ tưởng. Ngay đầu đã có 13 người chơi bị nổ tung bật khỏi trò chơi. Những người chơi còn lại nhặt được súng liền bắt đầu bắn nhau, lần lượt sử dụng hack tự móc và hack đạn theo dấu, trong chốc lát chết thêm mười mấy người chơi. Những người chơi may mắn còn sống sót định chạy thật xa, chìm vào biển, lợi dụng hack thở dưới nước để trốn hack tự móc, thậm chí lợi dụng cách thức bí mật khóa máu lại. Không có CD băng bó và túi trị liệu, trong chốc lát hồi đầy máu, đấu với đạn theo dấu. Nhưng tất cả cố gắng đều vô ích dưới tiên pháp của thần tiên mạnh nhất. Người chơi dưới đáy biển bị một phát súng tiễn đi, không có hack CD băng bó, cũng bị đạn theo dấu lấy hết tất cả dược phẩm, bỏ mạng trong độc vòng. Hack mạnh nhất chỉ là viên đạn theo dấu có thể bỏ qua khóa máu ngoài phạm vi mà thôi. Trận Chư Thần Đại Chiến đó chỉ là hiệu ứng của chương trình, không hề xuất hiện những tiên pháp kỳ lạ trong hình ảnh hay video, làm người ta có hơi thất vọng. Hơn nữa, sau khi trận đấu kết thúc, khi liên hệ với nội bộ ban tổ chức trận đấu phần lớn những nhóm sản xuất và ban kỹ thuật hack trước khi tổ chức Chư Thần Đại Chiến lần 2 đều bị công ty của PUBG tìm thấy và lấy đi. Gì mà người thiết lập hack, tổng giám đốc, nhà phân phối cấp 2, cấp 3, cấp 4, tổng cộng hơn 140 người, toàn bộ đều bị bắt và đuổi đi một cách vui vẻ. Sử sách gọi là Hoàng Hôn Chư Thần bây giờ chính là phiên bản mới ra mắt 3 ngày của PUBG, Long Ca là chủ lớn của Block Hổ Ngư. Trong phòng livestream quý tộc đếm không xuể, ngoài ra còn có nhiều nhân viên của Lam Động và Quy Quy. Hai vị thần tiên là áo trắng đầu rồng và FPU nhảy như vậy, những từ khóa liên quan đều được đăng lên các diễn đàn lớn thảo luận, nhiệt độ không nhất cũng nhì, thậm chí có khả năng lên hot search Weibo. Người trong phòng livestream cũng biết, trước đó có tiền lệ Hoàng Hôn Chư Thần áo trắng đầu rồng và FPU có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu liền bị Lam Động hạn chế. Cấm tài khoản, cưỡng chế rời khỏi trò chơi, thậm chí dừng cuộc đấu này. Thậm chí sau chuyện này, còn bị truy cứu trách nhiệm ở ngoài thế giới thực. Không ít fan hâm mộ đã đánh sẵn dòng ô tiên nhân ngã rồi. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể gửi lên. Các bạn đang nghe chuyện Người Chơi Hung Mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1185, Hoàng Hôn. Vị tiên nhân này bay nhanh thật đấy. Anh Nhược tự phụ trách lái xe không kìm được cảm thán, tôi dẫm nát chân ga cũng không đuổi kịp. Phí lời, người ta là Đại La Kim Sơn, để anh đuổi kịp mới lạ. Thổ Hào cười nói, ui ui, phía trước lại có mấy chiếc xe đến, có phải fan của Long Ca không? Long Ca bọn em là fan của anh. Mấy người ngồi ở chiếc xe phía trước quay đầu lại, đi song song với xe của anh Long, mở mic lên và hét, bọn em chạy đến nhờ vả anh. Long Ca cũng mở mic tự do, bọn em từ đâu đến, tình hình vị tiên nhân còn lại như nào? Bọn em từ bên Picardo chạy đến. Một fan hét lên, sư thành quá kinh khủng rồi. Bên đó vốn là hướng độc vòng, không ít người trốn ở đây. Kết quả có một FPU vest đen đeo kính râm bay đến, bắt đầu đồng hóa mọi người, một tạo ra hai tạo ra bốn tạo ra 8, sư thành bỗng chống biến thành nơi tràn ngập vest đen, thành viên đội em cũng bị đồng hóa ở đó rồi. Hiện tại bạn của em lập đội ở đây nhưng vẫn chưa thấy người đây, trong mic nhóm của trò chơi cũng không thấy cậu ấy. Bọn em cách xa sư thành mới nhảy ra, lái xe tìm anh. Mẹ nó, The Matrix thật à? Long Ca hít một hơi lạnh, nhìn nhiệt độ đang cao vút của phòng livestream, cùng với lượng lớn đạn mạc, không nhịn được ho tiếng, Nhược tự cậu lái xe theo, tôi đi tìm người hỏi xem sao. Người hắn chỉ tất nhiên là nhân viên của Lam Độn, là streamer nhất nhì của PUBG. Hắn đương nhiên có cách liên lạc với những công ty trò chơi cao tầng, bình thường nhận những thông tin nội bộ và giao lưu với các bạn fan trong phòng livestream. Hắn gỡ tai nghe xuống, tránh đầu máy quay, bấm vào liên lạc WeChat, vừa gửi câu có ở đó không. Đối phương lập tức gọi lại qua WeChat, sau khi bắt máy nói, Long Ca, bọn em đang tìm FPU này, bên tổ kỹ thuật không tra được thông tin trò chơi của người này.
Không tra được. Ý gì đây? Chúng ta không thể trực tiếp xem dữ liệu phía sau à? Đối phương không còn cách nào nói, những trận đấu khác dữ liệu sau đều rất bình thường, chỉ có dữ liệu của trận này bị, hoàn toàn không thể xem, cũng không có cách cấm trận đấu hay đá người chơi ra khỏi trận. Bây giờ dù kỹ thuật đang gấp rút bảo trì, bản mới vừa ra mắt, nếu như chỉ vì chuyện này mà lên hot search thì quá mất mặt. Nếu như, cậu lùi trò chơi lại, chiếu cái khác. À, Long Ca kéo dài tiếng, hắn hiểu vấn đề của đối phương, nhưng phòng livestream này nhiệt độ không ngừng tăng, hắn thật sự không nỡ. Lúc Long Ca còn đang suy nghĩ, xem làm thế nào ứng phó. Dinh, dinh, dinh. Bên ngoài có tiếng người đập cửa, dọa Long Ca suýt chút nữa rơi điện thoại. Đã nói là tôi đang livestream. Hắn phản ứng lại rất nhanh, giận dữ hét về phía cửa, có chuyện gì để lát rồi nói. Người vừa gõ cửa chắc là bảo mẫu mới của nhà hắn, làm việc không nặng không nhẹ, phiền chết mất. Long Hạo mau mở cửa. Chúng tôi là nhân viên của khu tự hội. Âm thanh ở cửa vô cùng húng tráng, gọi tên thật của Long Ca. Sau khi nghe thấy hai chữ nhân viên, cả người Long Ca toát mồ hôi, trong phòng livestream cũng đầy áp bình luận. Mẹ nó, nhân viên đến tận cửa rồi. Long Ca gây chuyện gì rồi? Có khi là không trả tiền nước lọc mua năm ngoái đấy chứ. Long Ca, kiếp sau chúng ta gặp nhau nhé. Đinh, đinh, đinh. Tiếng gọi cửa càng lúc càng vang, Long Ca nghiến răng, mở cửa ra. 7, 8 người mặc quần áo nhân viên đứng bên ngoài, mặt mũi nghiêm nghị, trong đó có một người bước vào phòng, tiện tay bẻ máy quay hướng xuống, để khung cảnh trong phòng không xuất hiện trong livestream. Sau thao tác một lượt trên máy tính, tắt livestream, khiến cho những fan hâm mộ trong livestream gửi lên những bình luận Long Ca ngã rồi. Vụ gì đây? Làm xong những việc này, người đàn ông lực lưỡng đứng thẳng, nhìn Long Ca đang rủn lẩy bẩy không biết mình đã gây ra chuyện gì. Trầm giọng nói, cậu ra ngoài với bọn họ, chiếc máy tính này đã bị chúng tôi trưng dụng, mong cậu hợp tác với công việc của chúng tôi. Trưng dụng? Long Ca lắp bắp nói, tôi vẫn còn một vài tài liệu quan trọng trong đó. E hèm, hắn dù sao cũng là một nhân vật của công chúng, lỡ như tài liệu cơ mật bị lộ ra ngoài, thì sao mà làm người? Trưng dụng tạm thời, sau sẽ trả cho cậu. Người đàn ông lực lưỡng không kiên nhẫn xua xua tay, nhân viên hai bên nhấc hai vai Long Ca, vừa nhấc vừa đẩy đưa hắn ra khỏi phòng. Dầm, tiếng đóng cửa phòng. Một màn đột ngột như vậy làm cho những người khác trong đội bị dọa hết hồn. Anh Nhược tự biết chuyện lớn không ổn, lập tức tắt livestream, đồng thời dừng xe trong trò chơi, không dám thở mạnh, thổ hào ông chủ cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Tránh không gây phiền phức, hắn có gia tài hơn tỷ không tồi, nhưng cũng không bao giờ dám gây chuyện với người của bên quản lý. Người đàn ông lực lưỡng, hay hà hình sầu, ngồi lên ghế điện chiến của Long Ca, đeo tai nghe, giọng nói bình tĩnh, anh Nhược tự tắt livestream rồi chứ. Rất tốt, bọn tôi là nhân viên của lực lượng đặc nhiệm cơ động. Địa chỉ nhà cậu ở Tân Môn khu Đông Lệ đường đúng không? Một chút nữa sẽ có đồng nghiệp của tôi đến trưng dụng máy tính của cậu, mong cậu sẽ phối hợp với công việc của chúng tôi. Còn bây giờ, mời cậu tiếp tục lái xe, đi theo vị áo trắng đầu rồng. Tu tu. Anh Nhược tự lúc này đã mất hết phong độ và kiêu ngạo của biệt danh hắc thủ của thể thao điện tử không ngừng gật đầu, đạp ga xem tiếp tục lái xe. Này, đồng chí nhân viên, có phải chúng ta tham gia sự kiện bất thường nào không? Có nguy hiểm không? Không có gì, cậu cứ lái, nghe theo chỉ huy của tôi, sẽ không xảy ra chuyện. Hà Hình Sầu vừa nói, một bên cầm điện thoại, gọi điện cho đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật của cục đặc sự. Alo, lão Chu, gửi cho tôi vài chiêu hách tôi đánh dấu. Đúng, khóa máu, tự móc, nhìn xuyên thấu, ăn độc, tốc độ hồi thuốc, giáp vàng không hỏng, phóng to vũ khí, phi thiên độn địa, hô hấp dưới nước, thu thập vật phẩm. Tất cả mấy chiêu hách này đều lắp. Lý Nhật Thăng là đồng nghiệp tốt của bọn tôi, không thể để cậu ta bị mấy tên của công ty Prometheus Labs tính kế được. Chương 1186, Chư Thần. Khi nhắc đến công ty Prometheus Labs, Hình Hà Sầu híp mắt, nghiến răng. Bởi vì cái gọi là chỉ có cùng ngành với nhau mới là sự thù hận trần trụi. Cục đặc sự là cơ cấu xử lý sức mạnh siêu nhiên lớn nhất phương Đông, kẻ thù lớn nhất chính là hiện tượng bất thường ngẫu nhiên xảy ra mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đương nhiên là cơ cấu quản lý những việc bất thường của phương Tây. Thời kỳ đầu khởi động trò chơi giết người, các cơ quan CIA, cục điều tra các hiện tượng bất thường của Đức,
MI-6 đã vô số lần ngáng chân cục đặc sự được xây dựng vẫn chưa hoàn thiện, bao gồm việc tung tin giả không giới hạn, lừa gạt người chơi phương Đông chạy đến nương nhờ phương Tây, mang theo một số vật phẩm quỷ dị có khả năng gây ra những vụ việc bất thường đến phương Đông, mê hoặc người không biết gì, truyền bá sức mạnh tà ác, gây ra hỗn loạn, trực tiếp bắt giam hoặc mưu hại một số tinh anh Hoa Kiều phát hiện mánh khóe của trò chơi chém giết muốn thông báo cho nước nhà, không ít những việc như vậy. Đồng thời, do sự yếu ớt bất lực của Triều Thanh trong lịch sử, phần lớn các văn vật phương Đông bị cướp đoạt sạch sẽ trong thời kỳ đó, được trưng bày trong Viện Bảo tàng Anh đứng đầu Viện Bảo tàng phương Tây. Số lượng sưu tập được Bảo tàng Anh công bố khi trước là 8 triệu món, trong đó có 20.000 văn vật phương Đông, chỉ trời mới biết bên trong có bao nhiêu đồ vật siêu phàm mang theo sự thần bí. Ít nhất căn cứ vào kiểm kê của Hội Dị học, giai đoạn bọn họ bị cướp đoạt ở Triều Thanh, vì đủ loại nguyên nhân đã tổn thất ít nhất hơn 40% các loại điển tịch. Pháp khí không biết còn có pháp lực hay không, di vật các bậc hiền triết, khiến cho họ hỉ có kiến thức nửa vời đối với rất nhiều sự kiện bất thường hiện nay. Phòng Ai Cập là thảm nhất trong Viện Bảo tàng Anh, trừ kim tự tháp ra, đám cướp người Anh kia đã dọn sạch tất cả những văn vật có thể mang về được. Điều khiến người ta ghê tởm nhất là, hai nước Anh Mỹ không đọc hiểu được nguyên lý vận hành pháp khí phương Đông, còn từng cho người qua đây thỉnh cầu Hội Dị học cử chuyên gia phục chế văn vật, giúp họ phục chế lại những văn vật đánh cướp khi trước chưa được sửa chữa. Thù lao là để người của Hội Dị học được nhìn đồ do những bậc hiền tài khi trước của nhà mình để lại thêm lần nữa. Tất cả thu hoạch có được từ việc tìm hiểu văn vật đều phải chia sẻ với cơ quan quản lý những vụ việc bất thường của Anh Mỹ. Nếu người của Hội Dị học không chịu phục chế, phương Tây thả ném pháp khí rách nát vào trong kho cũng sẽ không giao trả lại cho Hội Dị học. Thái độ cực kỳ phách lối ti tiện. Cục đặc sự và Hội Dị học đều cùng chung nguồn gốc, đương nhiên lòng đầy căm phẫn đối với chuyện này. Mà Prometheus Labs không chỉ là công ty khoa học kỹ thuật đỉnh cao có nguồn gốc tốt nhất phát triển tại địa phương của Hoa Kỳ, còn là cơ quan siêu nhiên dân gian xếp số 1 số 2 trong phạm vi toàn thế giới, cũng coi như găng tay trắng. Người dẫn đầu ưu tú phụ trách công thành nhổ chạy một vài lĩnh vực mà chính phủ Mỹ không tiện can thiệp. Ví dụ như thí nghiệm chất cấm, lính đánh thuê, vũ khí sinh hóa, người máy chiến tranh, bình thường đã tích lũy thù hận hiềm khích cực lớn với cục đặc sự. Sau khi bắt đầu giai đoạn thi đấu hoàn cảnh hành lang, cục đặc sự căn cứ tin tức giai đoạn thi đấu rất có thể sẽ tương tác với thế giới hiện thực, lập tức sử dụng hệ thống thiên võng trong phạm vi quản hạt, tiến hành kiểm tra toàn bộ các nơi không góc chết. Rất nhanh đã căn cứ theo tin tức bất thường trên diễn đàn cùng với hình ảnh trực tiếp, phát hiện được cảnh chiến đấu hành lang phù hợp với bố cục trò PUBG. Danh sách từ top 500 lọt vào top 300 có hạn, nói như thế nào thì Lý Ngang cũng là một đồng chí tốt của cục đặc sự, đã giúp cục đặc sự không ít việc, cũng coi như là người của mình. Huống hồ đối thủ của hắn còn là đám chó săn của công ty Prometheus Labs khiến người ta chán ghét. Bất kể thế nào, cũng không thể để FPU thắng lợi. Hình Hà Sầu híp mắt, thoát khỏi giao diện quản lý nhiệm vụ, nhận hơn 20 tệp văn kiện EXE do bạn tốt trên QQ gửi đến màn hình máy tính, từ từ mở ra xem. Tinh, đã bố trí xong nhắm chuẩn siêu cấp. Tinh, đã bố trí xong tốc độ siêu cấp. Tinh, đã bố trí xong thấu thị xuyên tường, phi thiên độn địa, vật phẩm vô hạn. Kèm theo đó là âm thanh nhắc nhở mở hách thanh thúy êm tai, nhân vật trò chơi, thanh niên đầu đinh tóc đen mà Hình Hà Sầu điều khiển. Hình thể lập tức tăng vọt đến 10 mét, ánh sáng vàng kim lấp lánh cả người, như thiên thần giáng xuống trần gian. Vũ khí phụ súng ngắn hắn cầm trong tay cũng trở nên cao lớn uy mãnh như pháo hạm. Anh Nhược Tử phụ trách lái xe, Thổ Hào và Muội Tử ngồi ghế sau xe cùng với fan hâm mộ không rõ chân tướng bên cạnh, trực tiếp kinh ngạc đến rớt cằm. Mô hình nhân vật của thanh niên đầu đinh tóc đen quả thật quá lớn, chân trái dẫm lên chỗ ngồi ở vị trí ghế lái phụ, chân phải lơ lửng trên không, vượt qua vùng đất sa mạc. Song hình thể cực lớn cũng không khiến xe Jeep không chịu nổi gánh nặng, chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ bình thường. Tốt! Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1187, mở hách. Hình Hà Sầu mở hách hơn 20 kỹ năng khác nhau trên người hưng phấn xoa tay, hắn mở bản đồ, nhìn thấy rõ ràng vị trí của mỗi một người chơi. Phiên bản mới của PUBG 4 hàng có 160 người, 40 đội ngũ. Vòng đầu tiên kết thúc,
đã có 36 người chết, còn lại 124 người, phân bố ở mọi ngóc ngách trên bản đồ. Hình Ha Sầu mở bộ đàm nội bộ của cục đặc sự, bình tĩnh nói, trong đó, 38 người trốn ở thành sư đã bị EPU đồng hóa. Hắn ta vẫn đang tiến thêm một bước khuếch tán ra xung quanh. Cục đặc sự đã lợi dụng hệ thống thiên võng của thế giới hiện thực, tham gia vào trận quyết đấu của PUBG. Trước mắt 86 người chơi còn sống, có 39 người thuộc phạm vi quản hạt của cục đặc sự trong thế giới hiện thực, 16 người ở Nam Hàn, 17 người ở châu Âu, 14 người ở châu Nam Bắc Mỹ. 47 người chơi ở các nơi như Nam Hàn, U Mỹ ngoài tầm với của cục đặc sự, nhưng 39 người chơi bản địa, tổng bộ cục đặc sự đã thông báo đến phân bộ các nơi. Khẩn cấp cử thêm người đến vị trí trong thế giới hiện thực của họ, tranh thủ nhanh chóng mở hack như Hình Hà Sầu. Nếu chúng ta có thể tìm được cuộc thi này, công ty Prometheus Labs phương Tây có nhiều tai mắt ở thế giới hiện thực nhất định cũng có thể. Có lẽ bọn họ đã xác định 47 người chơi Nam Hàn U Mỹ, liên lạc liên minh của mình, tiến hành mở hack với người chơi trong trò chơi. Hình Hà Sầu bình tĩnh nói, không thể để họ trở thành trợ lực cho FPU, mọi người nổ súng. Mô hình nhân vật người khổng lồ màu vàng kim cao 10 mét hóa thân của Hình Hà Sầu bóp cò trong nòng súng của súng ngắn. Bắn ra những viên đạn có thể sánh với đạn pháo hạng, chớp mắt vượt qua khoảng cách ngàn mét, quét về phía người chơi ngoài tầm ngắm. Lúc này, cửa nhà của nhóm người thổ hào, anh Nhược Tử, Muội Tử, fan hâm mộ trong đội cũng bị nhân viên của cục đặc sự đồng loạt gõ vang. Nhân viên cục đặc sự phân tán ở khắp các nơi, trực tiếp đến nhà hoặc tiệm net của người chơi bản địa, thay đổi nguyên chủ, lên máy thao tác, khởi động gói hack chỉnh hợp. Trên bản đồ lập tức có hơn 40 ánh sáng vàng kim lóe lên, nhân vật trong game của người chơi được nhân viên cục đặc sự thay thế điều khiển. Toàn bộ đều biến thành những người đàn ông dũng mãnh lấp lánh ánh vàng cao 10 mét, không nói hai lời, đồng loạt nổ súng lên trời. Bằng 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 bằng. 15 quần chúng vô tội lập tức mất mạng, ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, đã bị đạn của phòng nổ hack tự mang bắn ra khỏi trò chơi. Nhưng 32 người chơi còn lại của Nam Hàn, U Mỹ, trước mặt vậy mà đồng loạt dâng lên 7 mặt chảo có thể sánh với cánh cửa, trực tiếp đỡ đạn đang bay tới. Hách Hồng Thái Lang, sắc mặt Hình Hà Sầu đột ngột thay đổi, hét lớn một tiếng, toàn bộ đều có, tiếp tục bắn áp chế, đừng để bọn họ tập trung với nhau hoặc đi tìm EPU. Đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật nhanh chóng nghiên cứu phát triển hách mãnh liệt hơn mạnh hơn nữa. Tôi đi tìm Lý Nhật Thang nói rõ tình huống. Không cần Hình Hà Sầu quát, những người đàn ông dũng mãnh lấp lánh ánh vàng phân bố các nơi trong bản đồ, lần lượt bắn súng lên trời. Đầu tiên viên đạn xẹt qua đường cong hoàn mỹ trên không, khoảnh khắc khi rơi xuống, thay đổi đường bay. Nhắm vào đơn vị không phải đội bạn trên bản đồ, rẽ ngoặt bay đi, muốn đột phá phòng thủ của 7 mặt chảo khổng lồ kia. Trò chơi này đã không còn chỗ sống sót cho người bình thường nữa. Có, cũng chỉ còn lại tranh đấu sống chết giữa thần tiên. Hình Hà Sầu nhấn vào dấu cách, nhân vật lấp lánh ánh vàng dùng động tác cực kỳ không lưu loát bay lên, lao về phía áo khoác trắng đầu rồng đang dừng lại không cử động trên không. Lý Ngang ở trên không trung đã chú ý đến khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Nhìn qua lỗi hệ thống, phần lớn người chơi trên bản đồ đều biến thành người khổng lồ cao tới 10 mét mà không có dấu hiệu gì, toàn thân phát sáng rực rỡ, hướng lên trời nổ súng. Trong khi đủ loại người khổng lồ bắn những phát súng liên hoàn, trên không trung xuất hiện một đường cung kỳ lạ, nhưng không hề bay đến chỗ Lý Ngang, mà bay đến vị trí khác trong bản đồ. Người chơi bình thường mang đủ loại trang bị dùng chiếc khiên như chiếc chảo cao lên 7 phần chắn lại. Đây là thao tác gì? Tình huống đột ngột làm Lý Ngang có chút bất ngờ, chỉ thấy một người khổng lồ ánh sáng bay tới, cái miệng đang ngậm phát ra tiếng của Hình Hà Sầu, người anh em, tôi là Hình Hà Sầu. Anh Hình, Lý Ngang nhướng mày, sao cậu lại đến đây? Đến giúp cậu. Hình Hà Sầu nói nhanh, đối thủ FPU lần này của cậu là người của Prometheus, khả năng một chọi một của hắn không mạnh, nhưng giỏi thao tác dữ liệu. Có thể biến cơ thể thành dữ liệu, tùy ý cải tạo, cũng có thể biến thế giới thực thành số liệu, viết lại từ đầu, bóp méo hiện thực. Trận đấu, hành lang này, vừa vặn thích hợp phát huy năng lực của hắn. Hiện tại hắn đã ở Sư Thành, đồng hóa hơn 30 người chơi, chế tạo lại dáng vẻ của mình. Thực lực của bản mới mạnh hơn rất nhiều, nhưng có thể sử dụng cả kỹ năng của bản yếu hơn, cũng có thể sử dụng kỹ năng mê hoặc đối thủ. Người của cục đặc sự đã tiếp quản máy tính của những người chơi, khởi động ngoại tuyến, áp chế những người chưa bị đồng hóa, nhưng Prometheus cũng đã tiếp quản những người chơi khác,
ngăn không cho bọn họ tụ hợp với EPU. Việc cậu phải làm bây giờ là đi đến đảo Hoàng Long, muốn thắng phải bắt vua trước, trực tiếp phá hủy bản thể của EPU. Mau, dẫm lên lưng tôi. Tình hình gấp gáp, Lý Ngang nhanh chóng gật đầu, được. Sau đó hắn liền leo lên lưng người khổng lồ ánh sáng bay tới Sư Thành. Hà Hình Sầu vừa ấn bàn phím, tiếp tục bay, vừa mở mic nói, ván này chịu ảnh hưởng của trò chơi chết chóc, không thể đọc được kết quả phía sau. Cũng không có cách nào kết thúc, dù chúng ta có thể sửa chữa số liệu ở đây, sử dụng trang bị ngoại tuyến, vẫn sẽ bị hạn chế bởi khung trò chơi. Ví dụ, sau khi trang bị ngoại tuyến, uy lực của đạn bắn ra chỉ có thể là 330, sát thương tương tự đạn 300 Magnum được AVKM sử dụng trong trò chơi. Trong các ván bình thường, sát thương này có thể giết chết một nhân vật cấp độ 3A, nhưng nếu đối với người chơi có năng lực siêu phàm, có khi áo giáp cũng không phá nổi. Trang bị ngoại tuyến mà tôi đang sử dụng là pháp tướng thiên địa cũng chỉ có thể phóng to kích cỡ nhân vật để tôi có thể nhìn xa hơn, tăng phạm vi của đạn. Một số cơ sở dữ liệu như trọng lượng, sức mạnh của nhân vật đều giống với nguyên bản, không thể biến thành khổng lồ, một quyền san phẳng Sư Thành. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh giúp cậu dẹp chút rắc rối, còn lại dựa vào cậu giải quyết dứt khoát, triệt để tiêu diệt địch. Đã rõ, Lý Ngang gật đầu, qua con run hướng đạo mà hắn thả ra, nhìn thấy bên dưới đánh nhau đến sục sôi đất trời. Người khổng lồ ánh sáng của cục đặc sự, sử dụng trang bị ngoại tuyến tích tích gọi xe, toàn bộ những chiếc xe không có chủ trên bản đồ đều bay lên, tập hợp dưới chân người khổng lồ ánh sáng. Hai người ngồi một xe, một người điều khiển xe mô hình quá lớn căn bản không nhìn thấy xe, đi đến hướng hình Hà Sầu, người còn lại ngồi phía sau xe, bắn phá lên trời. Chương 1188, Ngoại viện. Bắn hết đạn có thể dùng trang bị ngoại tuyến vạn hướng thiên dẫn, hút hết súng ống, đạn, túi thuốc, nước uống chức năng về mình, sau đó dùng trang bị ngoại tuyến vô hạn ba lô lắp đặt hết lên người. Phe cánh đối diện phòng thí nghiệm Prometheus cũng không hề ăn chay. Bọn chúng vốn nổi tiếng vì những kỹ thuật hàng đầu, nhân sự nội bộ đa số đều là những đại thần công nghệ tài giỏi, kịp thời điều chỉnh trang bị ngoại tuyến. Do lĩnh vực của chúng ở thế giới thực khác với trong này, nên các thiết bị ngoại tuyến cũng vô cùng kỳ lạ, mỗi cái đều khác biệt. 1. Người chơi của phe Prometheus sử dụng nhảy dù treo, bắn 3 phát súng lục lên trời, hai hàng máy bay liền từ phía bên kia bay đến. Một hàng máy bay giải xuống 30-40 thùng xanh đỏ, bên trong đầy áp các vũ khí tối tân cho người chơi cấp 3A. Hàng máy bay còn lại bay đến những nơi khác nhau của vòng độc, tiến hành giải thảm bom, ngoại trừ Sư Thành, cả bản đồ chìm trong mưa bom bão đạn. Có người hóa thành quan âm nghìn tay, cơ thể mọc ra 10 cánh tay, xả súng liên tiếp lên trời. Làm cho người của cục đặc sự tóe máu xanh, tổn hại sức khỏe rất nhanh sẽ được trang bị ngoại tuyến nhanh chóng thuốc sổ, bổ sung lại. Có người dẫm lên chiếc chảo khổng lồ, bay lên trời, nhìn xuống đông đảo người bên dưới. Có người biến thành hình dạng cây cọ, di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, khi gặp phải người liền dừng lại bất động, nhìn phong cảnh phía trước, giả vờ là một cái cây bình thường. Còn có người dán đầy chảo lên mình, đứng ở nơi cao, như hố đen hút những viên đạn nhắm vào đồng đội, bảo vệ đồng đội. Khung cảnh hỗn loạn, hoàn toàn là đang cạnh tranh xem trang bị ngoại tuyến của bên nào trình độ cao hơn, bên nào thông minh hơn, thủ đoạn hơn. Người khổng lồ ánh sáng của cục đặc sự tập hợp lại tìm cách ngăn chặn đối phương tiếp cận Sư Thành, còn bên Prometheus có ý đồ muốn đến chỗ EPU. Đồng thời quấy nhiễu Lý Ngang, 30 người bọn chúng dùng Hack Speed chạy đến khu vực Sư Thành, xếp thành một hình tròn, sau đó, oảng. Âm thanh kinh thiên động địa truyền tới dưới chân 30 người kia, mô hình hoang mạc dưới tác động của trang bị ngoại tuyến bị bóp méo, biến thành bức tường đá dày, nhanh chóng nhô lên cao, bao phủ toàn bộ Sư Thành. Độn thổ, thổ lưu bích chi thuật, không ổn rồi. Người khổng lồ ánh sáng của cục đặc sự thay đổi sắc mặt, bóp cò nổ súng, xả súng vào bức tường đá sừng sững trước mặt. Thế nhưng những viên đạn như đại bác lao đến lớp đất trên tường, chỉ có thể văng ra chút bụi, hoàn toàn không có cách nào xuyên qua. Còn trang bị độn thổ, ở đâu? Nhân viên cục đặc sự hét vào bộ đàm, có người có trang bị vượt tường, lắp trang bị vượt tường cho đạn, mau mau mau, bọn chúng muốn tập hợp lại. Trang bị vượt tường không có tác dụng. Các nhân viên kỹ thuật tạm thời được chiêu mộ đến các cứ điểm hét lên trong bộ đàm, chúng ta dùng bộ nhớ treo, trực tiếp thay đổi dữ liệu nhập, thay đổi mô hình nhân vật. Có thể phóng to kích cỡ, thay đổi mô hình súng ngắn, có thể phóng to vũ khí, thay đổi tọa độ của những thứ khác,
có thể thu hút đạn và vũ khí xung quanh. Bản chất của trang bị vượt tường hay độn thổ là thay đổi tọa độ nhân vật của mình. Nhưng kỹ thuật của bức tường đất đối diện rất cao, đạn của chúng ta bắn lên trên, trong chốc lát sẽ bị bắn đi nơi khác trên bản đồ. Bên trong tường đất là sư thành, hệ tọa độ không ngừng thay đổi, không có cách nào cố định. Để tôi, Lý Ngang dẫm trên lưng người khổng lồ ánh sáng hình. Hà Sầu, họ đã bay đến trước tường, hắn dẫm một cái rồi nhảy lên, ấn lòng bàn tay vào bức tường đất. Thuật luyện kim phút chốc khởi động, lớp đất vẫn đang không ngừng cao lên, hiện ra một lỗ hổng lớn từ tay Lý Ngang. Mức độ ưu tiên của người chơi trong kính vực hành lang cao hơn những trang bị bình thường, thậm chí là trang bị bộ nhớ treo. Bức tường tạo ra từ việc lợi dụng sửa đổi bộ nhớ trước thuật luyện kim vô vùng yếu ớt. Đoàng. Lý Ngang đấm một phát, lỗ hổng trên bức tường phút chốc rộng ra, toàn bộ sư thành bên trong lộ ra. Tiêu rồi, họ xông vào đây rồi. Trong một tòa cao ốc của New York United States, vang ra tiếng thét, mau chặn tụi nó lại đi. Đừng để tụi nó vào. Đây là một trong số các trung tâm chỉ huy mà Prometheus xây dựng ngẫu nhiên. Màn hình LCD khổng lồ treo trên tường, chiếu ra viễn cảnh trong trận ghép đôi cực kỳ nét của trò chơi PlayerUnknown's Battlegrounds. Phía sau 12 hàng ngang và 10 hàng dòng máy tính đối diện với màn hình LCD, mỗi hàng là một nhân viên mặc đồng phục công ty với tai nghe và micro. Phụ trách lập kế hoạch tổng thể, hướng dẫn, bàn với nhau để phối hợp trong trận đấu. Những nhân vật trong trò chơi bị Prometheus khống chế, cuộc thi PlayerUnknown's Battlegrounds lần này bị ảnh hưởng bởi trò chơi chiến trường. Không thể sử dụng điều khiển máy tính của người khác từ xa, tấn công máy chủ và các thủ đoạn tấn công Internet thông dụng khác. Phải có ai đó ngồi trước máy tính, nơi có 160 người chơi trong thế giới thực khi bắt đầu trò chơi. Người giám sát thực hiện công việc chỉ huy tại hiện trường là một người đàn ông trung niên da trắng, tên là Tạ Đỉnh. Bộ đồ vừa vặn trên người không thể che đi thân hình ngấn mỡ của hắn ta, đỉnh đầu lưa thưa lấm tấm mồ hôi, nhìn trông xấu xí. Hắn không hợp với trung tâm chỉ huy, người mà gần đây tới lắp đặt phong cách và hàng trăm kiểu giày da kiểu Tây, các nhân viên đều không vui vẻ gì. Nhưng những người ở đó không ai dám vì nguyên nhân diện mạo mà cười nhạo người giám sát Graham. Lúc người có một người chơi level 15 đã lấy chủ đề thân hình mập mạp của người giám sát ra đùa giỡn, hắn được chuyển tới bộ cục sinh học vũ khí bị nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Nào là cải tạo cơ thể, nào là tiêm thuốc thử nghiệm không rõ tác hại, nào là thay thế tất cả các cơ quan cơ thể ngoại trừ não bằng các bộ phận giả cơ học. Suốt 3 ngày 2 đêm bị nhốt trong lồng, chiến đấu chống lại vũ khí sinh học có hình dạng kỳ quái để kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của vũ khí sinh học, vân vân. Người chơi level 15 bình thường, nhưng quả thực hắn là phượng rồng ở nơi khác. Tuy nhiên người chơi level 15 được đào tạo bởi phòng thí nghiệm Prometheus, hắn dựa dẫm vào sản phẩm của công ty một cách quá đáng. Tất cả sự tăng cường trung bình trên người hắn đến từ phần thưởng hào nhoáng của công ty. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc, việt.com. Chương 1189, Internet. Những trang bị hắn sử dụng đều được công ty cung cấp, cả hai bên đã ký một hợp đồng được chứng nhận bởi trò chơi chiến trường. Một khi người chơi rời khỏi hoặc phản bội công ty, các loại vũ khí sinh học trên người như tăng cường cơ khí sẽ mất đi khả năng bảo trì, trở nên phế. Các thiết bị và đạo cụ được sử dụng cũng sẽ tự động về lại kho của phòng thí nghiệm Prometheus do các hạn chế của hợp đồng. Sự thật trong mắt của các giám đốc điều hành công ty, đối với người chơi level 15 bình thường chỉ là một người làm công ăn lương cao cấp hơn một chút. Và ở một mức độ nhất định, nó có thể được coi là một vật phẩm có vật tư tiêu hao. Đáng ghét. Graham, giám đốc điều hành công ty khét tiếng, nhìn thấy người khổng lồ của cục đặc sự lần lượt từ vết nứt trên bức tường vào đây, hắn thốt lên, đội kỹ thuật Internet đâu? Đối phương đã bị khóa trong thế giới thực chưa? Khóa rồi. Một người đàn ông trung niên có vẻ là tổ trưởng tổ kỹ thuật đứng lên, nói với chất giọng có chút run rẩy, nhưng bên cục đặc sự đã làm phòng thủ Internet rồi. Tất cả các nút Internet được sử dụng bởi mỗi máy tính đều phải được làm cho vững chắc thêm và phải mất ít nhất là 10 phút đến nửa tiếng để phá vỡ. Phúc. Graham buông lời chửi tục với biểu cảm ủ rũ. Hắn không hề đi hỏi bên nhóm kỹ thuật có thể nào hack máy chủ Bluehole, thay đổi một số cơ chế trò chơi cơ bản để FPU trong trò chơi có thể trực tiếp đạt được lợi thế lớn. Cách này căn bản là không thể làm được.
Trò chơi bắn súng Internet ở góc nhìn thứ nhất FPS sẽ tạo ra rất nhiều dữ liệu với mỗi một lần bắn súng. Để giảm độ chậm trễ, nhà phát triển sẽ để dữ liệu trò chơi tính toán xong xuôi trong máy chạm tài khoản khách hàng địa phương và máy chủ sẽ chỉ chấp nhận kết quả tính toán. Điều này cũng là lý do cơ bản tại sao rất khó để loại bỏ chương trình gian lận trong trò chơi FPS. Máy chủ lưu trữ trò chơi này ngay bây giờ đã chịu sức ảnh hưởng của hoàn cảnh hành lang gấp khúc. Các chương trình gian lận của cả hai bên chỉ có thể thực hiện các thủ thuật tính toán dữ liệu của các máy chạm của họ và không có cách nào để đi ngược dòng. Thao tác làm ảnh hưởng tới máy chủ và thậm chí làm dừng cuộc thi. Trong môi trường ồn ào, Graham ngẩng đầu lên nhìn lãnh đạo của nhóm kỹ thuật lạnh lùng nói rằng hack tất cả các máy tính ngoài đường, thậm chí là điện lực trong thành phố, được không? Hả? Trưởng nhóm kỹ thuật sững sờ há hốc mồm trước ý tưởng kỳ lạ này của lãnh đạo, nhưng vẫn giữ thái độ của một người làm nghề chuyên nghiệp, ngập ngừng nói, khó lắm, khó lắm. Có hai loại cơ chế công nghiệp dùng trạm biến điện và cơ chế thao tác bằng máy tính. Loại thứ nhất được cách ly về mặt vật lý và không thể đột nhập vào, trong khi loại thứ hai yêu cầu quyền hạn của cơ quan quản lý mạng nội bộ của trạm biến áp cơ. Chế này cũng được cách ly về mặt vật lý với Internet ở một mức độ nhất định. Như thể đã nhận ra biểu cảm của Graham, trưởng nhóm kỹ thuật trông vẻ bối rối và vội vàng nói thêm, tuy nhiên, trên lý thuyết thuần túy, vẫn có một chút khả năng thành hiện thực. Nhưng chúng ta có thể đột nhập vào phần cuối thông tin cá nhân của nhân viên quản lý mạng lưới điện, tìm ra phần mềm quyền hạn phân phối trong đó. Sau đó nhập vào máy quản trị viên, theo địa chỉ IP máy tính của người chơi, tắt điện lực của một khu vực nào đó. Anh cũng có thể tìm cách đột nhập vào trạm điều phối trung tâm điện lực hoặc trạm điều phối cấp khu vực và đưa ra các chỉ dẫn giả mạo cho nhân viên thao tác địa phương. Graham lạnh lùng nói, phải mất bao lâu? Đôi môi của trưởng nhóm kỹ thuật nhếch mép, do dự một lúc rồi nói lủng củng, trong trường hợp không xảy ra vấn đề. Có thể là 30 phút hoặc 3 giờ, và nó có thể chỉ gây nhiễu cho nguồn điện ở một vài nơi. Cục đặc sự chắc chắn đã biết trước chúng ta sẽ làm chuyện này, và họ tuyệt đối sẽ thực hiện việc bảo vệ hệ thống điện lực. Hacker không phải cái gì cũng làm được, họ không thể làm gì được đối với nội bộ mạng cách ly về mặt vật lý. Họ không phải là đám người kình ca kia, có thể sử dụng sức mạnh phi thường để kết nối Internet trong khoảng không. Đây là cuộc chiến trong phòng thí nghiệm giữa Cục Đặc sự và Prometheus. Quan hệ của Kình Ca và Prometheus vốn dĩ không tốt cho lắm. Làm sao có thể đến giúp đỡ hắn, không hại hắn thì đã hên lắm rồi. Anh nghĩ FPS có thể cầm cự tới 30 phút không? Graham nhìn lên màn hình lớn một cái, nhìn thấy người khổng lồ lần lượt bước vào từ tường, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Thôi, làm đi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, không tiếp tục truy cứu nữa. Chỉ vẫy tay. Trưởng nhóm kỹ thuật nhanh chóng ngồi xuống và ra chỉ thị cho cấp dưới bên bàn máy tính. Còn bản thân Graham thì tự mình nhặt một thiết bị liên lạc có hình dạng bộ đàm, đối trước màn hình, lạnh lùng nói với cấp dưới được phân bố trên khắp thế giới, nhóm 2, bằng mọi giá phải bịt kín kẽ hở. Nhóm 3 và 4 rút quân khỏi đó. Những người khác thực hiện kế hoạch tối ưu. Cái gọi là kế hoạch tác chiến tối ưu thực chất là để cho FPU tự đồng hóa. Nhưng giờ đây, các nhân viên điều khiển các nhân vật trong game, dù có chết họ cũng không cảm thấy đau lòng, họ kịp thời nhấn bàn phím và kéo chuột để làm cho các nhân vật bay trong không trung. Hoặc phát huy pháp tương thiên địa để trở thành người khổng lồ 10 mét, thu hút xe cộ, để chở người lắp vào khoảng trống. Hoặc bay đến FPU, để phân thân FPU nhéo cổ nhân vật trong game và liên tục đưa dữ liệu xanh vào cơ thể. Chương trình gian lận pháp tương thiên địa của Prometheus hầu hết hàm lượng kỹ thuật cao hơn một chút và không ngờ nó có khối lượng va chạm phù hợp với hình dạng cơ thể. Nó có thể cầm một các phương tiện vận, chuyển lên như chiếc xe Jeep, ô tô, vân vân, làm thành vũ khí đánh đập người khổng lồ. Thể tích va chạm và tác dụng tiếp xúc vật lý của nó vẫn bằng với thể tích bình thường. Nếu bị chiếc xe Jeep tông phải nó vẫn bị bay như thường. Chương 1190, rất nhanh. Những người ở tuyến đầu thậm chí còn bị thương bởi lượng sát thương lớn do xe cán nát bét, trực tiếp làm phẳng thanh máu, văng xuống đất, tử vong tại chỗ, đồng đội không kịp ứng cứu. Khi những người khổng lồ còn lại nhìn thấy tình hình bất lợi, họ lần lượt bắn súng về phía chiếc xe. Tuy nhiên, chương trình gian lận mà Prometheus sử dụng vô cùng quá đáng, hắn còn lắp một cái chảo lên bề mặt xe để chặn đường đạn của những gã khổng lồ. Sau đó, hắn lợi dụng thể tích va chạm giữa bản thân và phương tiện để tạo thành một bức tường hình người lõm để chặn khoảng trống.
cần một chút. Một FPU bay lơ lửng giữa không trung, véo cổ một mô hình nhân vật trong game, trong mắt hắn liên tục quét dòng dữ liệu xanh, lẩm bẩm một mình, cần một chút thời gian nữa. Như cục đặc sự suy đoán, bản thân FPU cũng biết, bản đồ của lần này rất phù hợp để hắn phát huy năng lực của bản thân. Nói chung, cuộc thi đấu trường đều truy cầu công bằng liêm chính nhất có thể trong trường hợp này. Rất có thể ở trò chơi chiến trường hắn ta đã xác định rằng sức mạnh của Lý Nhật Thăng vượt xa hắn ta và trận đấu solo xác suất chiến thắng là cực kỳ thấp. Cho nên hắn đặc biệt mới thiết kế tình cảnh thế này, thêm vào thật nhiều yếu tố để bị FPU lợi dụng. Vẫn còn cơ hội. Trong thực tế hoặc trong thế giới kịch bản, FPU cực kỳ khó có thể đồng hóa những người siêu việt hoặc thậm chí là người bình thường. Nhưng đây là thế giới trò chơi. Ngay cả trò chơi phức tạp và khổng lồ nhất, số lượng dữ liệu bên trong so sánh với thế giới thực tại nhỏ không đáng kể. Bạn đồng sự của Prometheus cố gắng trì hoãn quên cả bản thân, họ đã dành được một khoảng thời gian cho FPU. Tôi thấy anh ta véo cổ 12 người đang bay tới và đồng hóa họ giống như ngoại hình của mình rất nhanh. Cuối cùng, thành phố sư tử bay lên, làm 50 người mặc vest đen và đeo kính râm cũng bay theo. Mỗi người mặc vest đen đều được thừa hưởng một phần sức mạnh phi thường của thể tích FPU và thân phận đồng hóa này vẫn là nhân vật trong game và có thể sử dụng các chương trình gian lận do Prometheus cung cấp. Tên gọi kỹ năng, mạng Misaka, pseudo, thể loại, tâm linh linh năng, tác dụng đặc biệt, sóng não hợp quy. Đưa sóng não ra bên ngoài và nếu xung quanh có các sóng não dạng sóng chung, sóng não có thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để kết nối với nhau tạo thành Internet. Trong phạm vi kết nối sóng não, nó có thể truyền thông tin cho nhau ở tốc độ suy nghĩ bình thường của não và cải thiện khả năng tính toán. Tiêu hao, tiêu thụ ít nhất 4 điểm lý trí mỗi giây. Số lượng kết nối sóng não càng lớn, việc truyền tải thông tin càng phức tạp và mức tiêu thụ độ lý trí càng cao. Thời gian làm mát, 3 phút. Điều kiện sử dụng, thuộc tính lý trí cao hơn hoặc bằng 14 điểm, thuộc tính tri giác cao hơn hoặc bằng 13 điểm. Lưu ý, trái tim của chúng ta có thể cảm nhận được không? Kỹ năng này, được gọi là mạng Misaka Pseudo, mô tả rất mơ hồ về các hiệu ứng đặc biệt. Kết nối sóng não nghĩa là gì? Khả năng tính toán sự lý trí có thể được cải thiện tới mức độ nào? Mức tiêu thụ lý trí được tính như thế nào? Nếu nó vượt quá giới hạn sức chịu đựng, liệu có khiến cho điểm lý trí giảm xuống thấp hơn 50 không? Nếu vậy thì người đó sẽ phát điên sao? Lời giải thích hiệu ứng đặc biệt rất mơ hồ. Nó có tác dụng phụ rất lớn, làm cho giá trị của năng lực này nhìn trông có vẻ rất thấp. Nhưng chỉ có mỗi FPU mới biết được loại năng lực mạnh đến cỡ nào thôi. Những dao động tư tưởng phát ra từ 50 phân thân, vướng vào không trung, ngưng tụ thành một mạng lưới dày đặc và vô hình. Xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác. Thông tin được thu thập bởi giác quan của 50 người xuất hiện trong tâm trí của mọi cơ thể cùng một lúc. Đây không phải đơn thuần chỉ là một sâu chuỗi hay kết nối song song, FPU có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của nhau. Não bộ không bị chậm lại do quá nhiều thông tin, ngược lại, việc chia sẻ sóng não giúp cho FPU có khoảng 2000% sức mạnh tính toán ngoài mức quy định. Với sự may mắn của sức mạnh tính toán khổng lồ, khả năng thao tác dữ liệu của FPU đã một lần nữa được cải thiện. Sự hài lòng mãnh liệt của việc kiểm soát bản thân và thế giới xung quanh liên tục xuất hiện. Sức mạnh tràn đầy. Bùm, có một âm thanh nổ tung rất lớn ở phía xa và FPU đều quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy các nhân viên của Prometheus đã tạo thành bức tường hình người lõm, bất ngờ lần lượt bay ra, máu xanh bắn tung tóe và trước khi hạ cánh, họ biến thành một cái hộp phẳng bằng gỗ. Người đã tấn công họ chính là Lý Ngang. Hắn ta giữ nguyên tư thế vung xà ngang của lãnh chúa, chân đạp lên lưng của người khổng lồ và lao về phía FPU. Các nhân viên Prometheus sống còn lại bên dưới nhanh chóng bay lên để ngăn cản họ, nhưng đã bị chặn trước bởi một lượng lớn người khổng lồ từ phía sau. Hai bên chiến đấu dữ dội với nhau. Hách thành cây, hách thành lắp phi, hách thu nhỏ, hách nhắm auto, hách hút đạn súng, hách thính đè người. Tổng hợp tất cả các chương trình gian lận, toàn bộ chiến trường đã biến thành đấu trường của các vị thần. Máu xanh chảy ròng ròng, liên tiếp có thương vong, hóa thành một cái hộp gỗ bằng phẳng nằm trên mặt đất. Xác chết bên dưới ở khắp mọi nơi và điều đó không ảnh hưởng việc Lý Ngang tấn công. Ngay hắn khi dẫm lên lưng hình hà sầu bài phi kiếm, hắn ta nhảy lên, sau đó dùng thăng vân tông để tạo ra một bậc thang vô hình dưới chân. Với một cú đá bất ngờ,
hắn ta tăng tốc đột ngột và lao tới tụi FPU như tia chớp. Soạt, lưỡi xà ngang của chúa tể hoàn lan sóc chém qua không khí, gây ra một âm thanh nhọn hoắt và chém ngang cổ của FPU ở phía trước. Rất nhanh, ý nghĩ này lần lượt lóe lên trong đầu các FPU. Xem video trò chơi là một chuyện, nhưng thực sự đối mặt với đòn chí mạng này lại là một chuyện khác. Né ra, ngay khi ý nghĩ nảy sinh, cơ thể sẽ phản ứng lại. Người bị coi là mục tiêu FPU mau chóng rút lui. Những người còn sống giơ đôi tay, ngậm súng từ xa, hướng về phía Lý Ngang nổ súng, dệt lưới hỏa lực kín gió, che chắn đường rút lui của đồng bào. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Người Chơi Hung Mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.